Cô chào các em. Các em đã được tìm hiểu ở chương 9 là hệ thần kinh. Chúng ta đã biết hệ thần kinh đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với cơ thể của con người. Nó có chức năng là điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan cũng như hệ cơ quan ở trong cơ thể. Nhưng các em ạ, có một hệ cơ quan khác ở trong cơ thể con người cũng góp phần cùng với hệ thần kinh trong việc điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể. Đó chính là hệ nội tiết. Vậy thế nào là hệ nội tiết? Hệ nội tiết có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở chương số 10 là chương nội tiết. Bài học đầu tiên của chương hôm nay chúng ta tìm hiểu, cô sẽ giới thiệu cho các em về đặc điểm chung của hệ nội tiết và đồng thời cũng sẽ giới thiệu cho các em về một tuyến nội tiết quan trọng ở cơ thể người, đó chính là tuyến yên. Chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Để trả lời câu hỏi hệ nội tiết có đặc điểm gì, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ nhất của bài học. Các em hãy tham khảo đoạn thông tin sách giáo khoa để nêu cho cô đặc điểm của hệ nội tiết nhé. Các em ạ, về đặc điểm của hệ nội tiết thì hệ nội tiết có hai đặc điểm. Thứ nhất, hệ nội tiết góp phần quan trọng trong việc điều hòa quá trình sinh lý của cơ thể, đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Thứ hai, hệ nội tiết sản xuất ra các hormone theo đường máu đến các cơ quan đích. Các hormone thì có tác động chậm và kéo dài trên diện rộng. Như vậy ở phần này các em bắt gặp cụm từ là hormone. Như vậy hormone là gì? Nó có tính chất và vai trò gì? Thì ở phần sau của bài học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ cho cô, hormone là sản phẩm của hệ nội tiết do các tuyến nội tiết tiết ra. Vậy tuyến nội tiết là gì? Nó có đặc điểm gì khác so với các tuyến mà các em đã được học trước đây? Các em sẽ cùng chuyển sang phần 2 la mã của bài học. Để tìm hiểu phần này, các em hãy quan sát bảng dưới đây. Hãy xác định tên tuyến tương ứng với chức năng của các tuyến đó ở trong bảng nhé. Ở số thứ tự 1, tuyến làm nhiệm vụ tiết enzyme amylase để biến đổi thức ăn. Theo em đó là tuyến nào? Đó chính là tuyến nước bọt. Và em có nhớ một ngày chúng ta có thể tiết tới 1,5 lít nước bọt không? Rất nhiều đúng không nào? Ở số thứ tự 2, tuyến làm nhiệm vụ tiết enzyme pepsin để biến đổi thức ăn. Đó chính là tuyến vị các em nhé. Tuyến vị sẽ làm nhiệm vụ tiết ra dịch vị để đổ vào dạ dày, biến đổi thức ăn chứa protein đó em. Ở số thứ tự 3, tuyến làm nhiệm vụ tiết mồ hôi góp phần điều hòa thân nhiệt. À, tuyến này chúng ta cũng mới học ở trong chương da đó. Đó chính là tuyến mồ hôi. Và mồ hôi thì được bài tiết trên bề mặt da của cơ thể. Như vậy các em có tìm ra điểm chung nào giống nhau giữa ba tuyến, tuyến nước bọt, tuyến vị và tuyến mồ hôi không? Các em có thể nhận ra rằng sản phẩm tiết của ba tuyến này thì không ngấm vào máu và không phải là hormone. Và cô gọi đó là các tuyến ngoại tiết các em nhé. Như vậy là chúng ta đã có cơ sở để phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ở trong cơ thể. Các em sẽ theo dõi hình 55.1 là tuyến ngoại tiết và hình 55.2 là tuyến nội tiết để phân biệt về cấu tạo và vai trò của hai tuyến này nhé. Thứ nhất là về cấu tạo. Tuyến nội tiết. Hình 55.2 cho thấy tuyến nội tiết được cấu tạo bởi các tế bào tuyến và các mạch máu bao xung quanh. Các tế bào tuyến này sẽ làm nhiệm vụ tiết ra chất tiết và ngấm thẳng vào máu. Hình 55.1 cho thấy tuyến ngoại tiết được cấu tạo cũng có các tế bào tuyến, nhưng các tế bào tuyến này thì tiết ra chất tiết lại đổ vào ống dẫn. Thứ hai là về vai trò thì tuyến nội tiết, sản phẩm tiết chính là hormone. Lượng hormone tiết ra tuy không nhiều nhưng nó lại tham gia vào quá trình điều hòa, quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Còn đối với tuyến ngoại tiết thì sản phẩm tiết tuy rất nhiều nhưng chỉ tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt mà thôi.
Về ví dụ của các tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết, thì các em có thể theo dõi ở hình 55.3. Mình có thể thấy rất nhiều các tuyến nội tiết chính ở trong cơ thể, ví dụ như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tùng, tuyến cận giáp, tuyến trên thận, vân vân. Còn tuyến ngoại tiết thì mình có thể kể tới, ví dụ như tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, tuyến lệ, vân vân. Như vậy là các em vừa phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết, nhưng trong cơ thể có những tuyến vừa mang đặc điểm của tuyến nội tiết lại vừa mang đặc điểm của tuyến ngoại tiết, thì ta gọi đó là các tuyến pha. Vậy cơ thể có những tuyến pha nào? Cơ thể người có hai tuyến là tuyến pha, đó là tuyến tụy và tuyến sinh dục các em ạ. Bây giờ cô lấy ví dụ cho mình về tuyến tụy. Thì tại sao tuyến tụy lại là tuyến pha? Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy đó là tiết ra dịch tụy đổ vào tá tràng để góp phần tiêu hóa thức ăn, các em đã được học ở trong chương tiêu hóa. Chức năng nội tiết của tuyến tụy đó là tuyến tụy tiết ra hai hormone là insulin và glucagon để điều hòa lượng đường trong máu. Hai loại hormone này các em sẽ được tìm hiểu rõ ở bài tuyến tụy. Hormone là sản phẩm của tuyến nội tiết. Vậy hormone có tính chất và vai trò gì? Phần 3 La Mã, cô và các em cùng tìm hiểu về tính chất và vai trò của hormone. Đầu tiên là tính chất của hormone. Thì để tìm hiểu tính chất của hormone, các em sẽ dựa vào đoạn thông tin sách giáo khoa trang 174-175 kết hợp với 3 gợi ý, cũng là 3 ví dụ minh họa cho các tính chất của hormone mà đang hiển thị ở trên màn hình. Mình cùng tìm hiểu gợi ý thứ nhất. Hormone insulin do tuyến tụy tiết ra chỉ có tác dụng làm hạ đường huyết. Hormone kích thích tuyến vú lại chỉ có tác dụng ảnh hưởng tới quá trình tiết sữa. Phân tích ví dụ 1, các em thấy rằng mỗi một loại hormone thì chỉ ảnh hưởng tới một cơ quan nhất định. Do vậy, hormone có tính đặc hiệu. Mặc dù là hormone theo máu đi khắp cơ thể, nhưng mà mỗi một loại hormone thì chỉ có khả năng ảnh hưởng tới một hoặc một số cơ quan nhất định ở trong cơ thể, chứ không thể có khả năng ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan, các mô ở trong cơ thể các em nhé. Gợi ý số 2, tuyến trên thận tiết hormone adrenaline, chỉ cần vài phần nghìn miligam đã có thể làm tăng lượng đường huyết và tăng nhịp tim. Phân tích cái gợi ý số 2 này, chúng ta thấy chỉ cần một lượng nhỏ hormone, vài phần nghìn miligam cũng đã làm thay đổi lượng đường huyết và tăng nhịp tim. Như vậy, mình có thể thấy tác dụng của hormone rất là mạnh mẽ và cô gọi cái tác dụng này là hoạt tính sinh học rất cao. Gợi ý số 3, người ta dùng insulin của bò để thay thế cho insulin của người để chữa bệnh tiểu đường cho người. Người ta cũng có thể dùng estrogen của ngựa để cho chuột và phụ nữ sử dụng. Như vậy phân tích gợi ý số 3 này các em thấy điều gì? À, các hormone ở động vật cũng có thể được dùng cho người. Và câu hỏi ngược lại là vậy hormone của người có thể dùng cho động vật được không? Chắc chắn là được rồi, nhưng có điều không ai lấy hormone của người để sử dụng cho động vật cả các em cả. Bởi lượng hormone tiết ra cho cơ thể là không nhiều nhưng lại hết sức cần thiết. Và nếu như xảy ra hiện tượng thiếu hụt cái hormone thì có thể gây ra tình trạng bệnh lý và người ta lại không thể chiết xuất hormone của người này để cho người khác sử dụng bởi vì lượng sản xuất ra không nhiều. Cho nên thật may mắn cho những người bị bệnh là người ta có thể sử dụng cái hormone của động vật để thay thế cho cái hormone của con người. Như vậy, cái tính chất thứ ba của hormone là hormone không mang tính đặc trưng cho loài. Các em vừa tìm hiểu xong về tính chất của hormone, chúng ta qua phần 2 cùng tìm hiểu về vai trò của hormone. Hormone có hai vai trò. Thứ nhất, nó giúp duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể. Cô lấy ví dụ, hormone insulin và glucagon do tuyến tụy tiết ra có tác dụng làm ổn định cái lượng đường ở trong máu. Vai trò thứ hai của hormone đó là nó giúp điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường. Thế các em ạ, trong điều kiện bình thường của tuyến nội tiết, ta sẽ không thấy rõ vai trò của chúng, nhưng khi mất cân bằng hoạt động của một hoặc một số tuyến nội tiết sẽ gây ra tình trạng bệnh lý.
Ví dụ, những người mắc bệnh khổng lồ và bệnh tí hon là do sự tăng tiết và giảm tiết của hormone tăng trưởng, viết tắt là GH, ở trước tuổi dậy thì. Em vừa tìm hiểu về đặc điểm của tuyến nội tiết. Tuyến yên cũng là một tuyến nội tiết. Đây là một tuyến nội tiết quan trọng ở trong cơ thể. Vậy tại sao tuyến yên lại được coi là một tuyến nội tiết rất quan trọng ở trong cơ thể? Các em cùng đi sang phần B tìm hiểu rõ hơn về tuyến yên. Trước hết cô giới thiệu cho mình về vị trí của tuyến yên. Các em quan sát hình hiển thị ở trên màn hình. Tuyến yên nằm ở phần đầu của cơ thể. Cụ thể, nó nằm ở trong một cái hốc xương ở nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi thuộc não trung gian. Các em nhớ nhé, đồi thị và vùng dưới đồi là thuộc não trung gian đó. Về đặc điểm thì tuyến yên có màu trắng, nhỏ, có hình hạt đậu, khối lượng chỉ vào khoảng 0,5 đến 0,7 gram. Vậy tuyến yên có vai trò gì? Các em theo dõi bảng 56.1 các hormone của tuyến yên và tác dụng của chúng. Ở trong bảng này, các em có thể thấy được rất nhiều hormone do tuyến yên tiết ra và các cơ quan chịu ảnh hưởng bởi các loại hormone tuyến yên tiết ra. Các em có thể thấy đó là các cơ quan nào? Là buồng trứng ở nữ, tinh hoàn ở nam, tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến sữa, hệ cơ xương, thận, dạ con. Như vậy có nhiều cơ quan chịu ảnh hưởng bởi hormone của tuyến yên tiết ra. Trong đó có cả các tuyến nội tiết cũng chịu ảnh hưởng bởi hormone của tuyến yên, đó là tuyến giáp và tuyến trên thận. Như vậy qua bảng 56.1, ta có thể kết luận về vai trò của tuyến yên. Thứ nhất, tuyến yên tiết hormone kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Thứ hai, tuyến yên tiết hormone ảnh hưởng một số quá trình sinh lý trong cơ thể như sự tăng trưởng, sự trao đổi đường, muối khoáng, nước và sự co thắt của các cơ trơn ở tử cung. Như vậy, tới đây các em có thể hiểu tại sao tuyến yên lại được coi là tuyến nội tiết quan trọng nhất. Bởi vì hormone của tuyến yên còn kích thích sự hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Và cũng vì tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng gây ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác trong cơ thể, cho nên sự rối loạn hoạt động của tuyến yên sẽ gây nên nhiều tình trạng bệnh lý cho cơ thể. Các em cùng theo dõi hình hiển thị để thấy được một vài bệnh lý liên quan đến sự rối loạn hoạt động của tuyến yên. Các em học sinh thân mến, như vậy cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài học hôm nay. Cô tóm tắt lại bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu hai phần. Thứ nhất, các em đã tìm hiểu giới thiệu chung về hệ nội tiết. Trong phần này, mình đã được tìm hiểu đặc điểm của hệ nội tiết, phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Đồng thời, mình cũng đã tìm hiểu được tính chất và vai trò của hormone là sản phẩm của tuyến nội tiết. Ở phần thứ hai của bài học, các em đã được tìm hiểu về các hormone của tuyến yên và vai trò của tuyến yên. Để các em có thể tự kiểm tra xem bài học hôm nay mình đã nắm được tốt chưa, cô sẽ đưa ra một vài bài tập vận dụng. Câu 1. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Nhận định A. Tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết giống nhau là các tế bào tuyến đều tạo ra sản phẩm tiết. Nhận định B. Lượng chất tiết của tuyến nội tiết, hormone, nhiều hơn tuyến ngoại tiết và có hoạt tính sinh học rất cao. Nhận định C. Tuyến tiêu hóa là tuyến nội tiết. Nhận định D. Sản phẩm của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu. Sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn đổ ra ngoài. Cô lưu ý về dạng bài nhận định đúng sai. Thì đối với các nhận định đúng, các em không cần giải thích. Nhưng với các nhận định sai, các em cần đưa ra giải thích tại sao đó lại là nhận định sai, tức là mình sửa lại cho đúng. Bây giờ chúng ta cùng đi vào từng nhận định. Nhận định A. Theo các em, đây là nhận định đúng hay sai? Cô chúc mừng các bạn đưa ra đáp án là đúng. Đây chính là đặc điểm chung của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Qua nhận định B. Các em đưa ra nhận định xem, đây là nhận định đúng hay sai?
Cần đọc kỹ hai vế của nhận định này các em nhé. Cô xin chúc mừng các bạn đưa ra đáp án là sai. Vậy hãy giải thích cho cô tại sao nhận định B là sai. Nhận định B sai ở chỗ lượng chất tiết của tuyến nội tiết không phải nhiều hơn tuyến ngoại tiết mà là ít hơn tuyến ngoại tiết. Nhận định C, các tuyến tiêu hóa là tuyến nội tiết. Em có nhớ các tuyến tiêu hóa mà mình đã học không? Cô sẽ nhắc cho mình về một vài tuyến tiêu hóa mà các em đã học. Ở khoang miệng, mình có các tuyến nước bọt. Ở dạ dày, mình có tuyến vị. Các tuyến tiêu hóa khác mà em học, ví dụ tuyến gan, tuyến tụy, các tuyến ruột. Như vậy, trong các tuyến tiêu hóa mà cô vừa kể, có phải tất cả các tuyến này đều là tuyến nội tiết hay không? Các em có thể kiểm chứng ngay một tuyến tiêu hóa ở trong khoang miệng mình, đó là tuyến nước bọt. Sản phẩm của tuyến nước bọt chính là nước bọt đổ vào trong khoang miệng. Như vậy, tuyến nước bọt là tuyến ngoại tiết. Vậy, nhận định C là sai. Nhận định D, sản phẩm của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu, sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn đổ ra ngoài. Theo em nhận này đúng chưa? Cô chúc mừng các bạn đưa ra nhận định này là đúng. Như vậy, qua bài tập số 1, cô vừa củng cố cho các em phân biệt về tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết có ở trong cơ thể, cũng như cách nhận biết đó là một tuyến nội tiết hay một tuyến ngoại tiết. Các em lưu ý nhé. Ở bài tập số 2, cô sẽ kiểm tra kiến thức của các em bằng dạng câu hỏi trắc nghiệm. Các em hãy chọn câu đúng nhất. Câu hỏi trắc nghiệm số 1. Đâu là tuyến nội tiết? Đáp án A, tuyến yên. Đáp án B, tuyến mồ hôi. Đáp án C, tuyến sinh dục. Đáp án D, cả A, B, C đều đúng. Các em sẽ chọn đâu là tuyến nội tiết? Cô chúc mừng các bạn đã chọn tuyến yên. Vậy tuyến mồ hôi và tuyến sinh dục thì sao? Tuyến mồ hôi là tuyến ngoại tiết, còn tuyến sinh dục là tuyến pha. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm số 2. Tuyến ngoại tiết là đáp án A, tuyến nhờn. Đáp án B, tuyến mồ hôi. Đáp án C, tuyến yên. Đáp án D, cả A, B là đúng. Các em chọn đáp án nào? Cô chúc mừng các bạn chọn đáp án D, cả A và B đều đúng. Nghĩa là trong ba tuyến trên thì tuyến nhờn và tuyến mồ hôi là tuyến ngoại tiết, còn tuyến yên chính là tuyến nội tiết ở câu hỏi trắc nghiệm số 1 các em đã tìm hiểu rồi nhé. Câu hỏi trắc nghiệm số 3. Tuyến vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết trong các tuyến sau là tuyến nào? Đáp án A, tuyến tụy. Đáp án B, tuyến nhờn. Đáp án C, tuyến yên. Đáp án D, cả A và C đều đúng. Các em sẽ chọn đáp án nào? Tuyến mà vừa thực hiện chức năng ngoại tiết và vừa thực hiện chức năng nội tiết là tuyến pha. Và ở cơ thể thì chỉ có hai tuyến pha, đó là tuyến sinh dục và tuyến tụy. Do vậy, cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án A là tuyến tụy. Tới đây thì bài học của các em đã kết thúc. Cô hy vọng rằng với nội dung bài giảng hôm nay, các em cũng đã nắm được những cái kiến thức cơ bản mà bài học yêu cầu. Các em hãy tiếp tục đọc lại bài học rồi đọc trước bài mới. Cô chúc các em sẽ có được kết quả cao trong học tập. Chào các em.